mới quý vị khán giả. Ngày hôm nay miền Bắc sẽ tiếp tục dự báo là có mưa dông diện rộng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa đá, sấm sét và gió giật mạnh. Vì thế quý vị cần phải mang theo các phụ kiện che mưa và chú ý thường xuyên theo dõi thời tiết để chủ động điều chỉnh cho phù hợp.